Bản nghi Triều Tiên thử tên lửa đàn đạo Chiến cơ Serbia áp sát, NATO điều thiết giáp tuần tra ở Kosovo Nga tập trận hoành tráng bảo vệ đảo, chống kẻ thù tấn công vùng cực Bắc Trung Quốc cảnh báo một triệu hành tinh có thể va chạm trái đất gây nổ kinh hoàng Đồng đất mạnh rung chuyển Hy Lạp, ít nhất một người thiệt mạng Mỹ, đun nước tiểu gấu rồi làm cháy rừng, nữ pháp sư có thể ngồi tù 9 năm. Úc, nữ tài xế lao xe xuyên qua cao tốc như phim hành động. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Nhật Bản nói rằng Triều Tiên dường như đã phóng một tên lửa đạn đạo xuống biển Nhật Bản vào sáng sớm hôm nay, ngày 28 tháng 9. Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên phóng một quả đạn chưa xác định. Họ đang thu thập và phân tích thêm thông tin với phía quân đội Mỹ. Bình nhưỡng trước đó đã phóng thử thành công tên lửa hành trình chiến lược mới phát triển vào ngày 11 và 12 tháng 9. Tiếp đó lại phóng hai tên lửa đạn đạo tầm gần xuống biển Nhật Bản vào ngày 15 tháng 9, nhiều khả năng rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Vụ phóng mới đây diễn ra ngay khi đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Son kêu gọi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch. Hồi tuần trước, bà Kim Yo Jong, em gái của lãnh đạo Kim Jong Un, cũng yêu cầu Hàn Quốc chấm dứt thái độ đối đầu. Tuy nhiên, bà cũng đề cập về một cuộc thượng đỉnh liên Triều có thể diễn ra. Hai tiêm kích Serbia đã bay trên vùng biên giới ở phía bắc Kosovo vào hôm 26 tháng 9, sau khi căng thẳng leo thang giữa người Serb với chính quyền Kosovo về yêu cầu biển số xe. Cùng lúc đó, quân đội NATO cũng điều xe thiết giáp tăng cường tuần hành ở Kosovo vào hôm qua, ngày 27 tháng 9. Trước đó, Kosovo yêu cầu tất cả các phương tiện mang biển số Serbia phải tạm thời đổ qua biển số Kosovo ở trạm kiểm soát biên giới. Luật mới có hiệu lực từ ngày 27 tháng 9, trong đó yêu cầu người đi mô tô trả thuế 5 euro để có biển số tạm thời, được dùng trong 60 ngày. Quy định mới của Kosovo làm bùng nổ biểu tình của người Serb ở miền Bắc lãnh thổ. Họ đã chặn ít nhất hai tuyến đường chính dẫn đến khu vực biên giới trong gần một tuần. Cảnh sát Kosovo hôm thứ Bảy khẳng định hai chiếc xe của cơ quan nội vụ đã bị tấn công. Khoảng 50.000 người Serb ở phía Bắc Kosovo từ chối công nhận chính quyền ở Ristina. Serbia cũng không công nhận vùng lãnh thổ hàng xóm. Hai bên đã bắt đầu đối thoại do Liên minh châu âu làm trung gian từ năm 2013, nhưng không có nhiều tiến triển. Hiện căng thẳng biên giới đang tăng lên mức cao trào nhất trong nhiều năm. NATO đã kêu gọi các bên kiềm chế. Một quân đội tàu chiến và binh sĩ thuộc nhóm Bắc Cực của hạm đội phương Bắc Nga vừa hoàn thành bài diễn tập chiến thuật mô phỏng chống trả đại lùi đòn tấn công đổ bộ của kẻ thù ở vùng viễn Bắc của Siberia. Cuộc tập trận diễn ra tuần trước tập trung trên biển Laptec thuộc Bắc Băng Dương. Trong nội dung tập trận ở bờ biển, lực lượng hải quân đã bắn súng máy, súng cối, súng phóng lựu vào kẻ thù giả định. Trong khi hệ thống tên lửa Basit bắn thành công vào các mục tiêu ven biển và trên không. Được thao diễn mới đây nằm trong chiến dịch thứ 10 của hàm đội phương Bắc ở vùng Viễn Bắc, tuần trước một số tàu chiến cũng đã tập trận bảo vệ tuyến đường Biển Bắc, tuyến hàng hải quan trọng kết nối giữa Đại Tây Dương với Thái Bình Dương. Có đến một triệu tiểu hành tinh đang lên đường tới trái đất trong hơn một thế kỷ tới, theo nghiên cứu của các nhà thiên văn Trung Quốc. Nguy cơ xảy ra va chạm là thấp và hầu hết tiểu hành tinh có đường kính dưới 100 mét. Được xem là nhỏ hơn đáng kể so với thiên thạch đã làm tuyệt chủng loài khủng long. Tuy vậy, mỗi tiểu hành tinh vẫn có động năng lớn hơn một quả bom nguyên tử và khoa học còn chưa hiểu rõ về lai lịch hay đường đi của chúng. Do hai yếu tố kích thước nhỏ và số lượng lớn, các tiểu hành tinh gây nguy hiểm trong thời gian tới, gọi tắt là SSA, đặc biệt gây khó khăn cho việc theo dõi. Trích báo cáo của giáo sư Gan Quinpo và các đồng nghiệp ở Trung tâm Quan sát Mệnh vỡ Không gian thuộc Cơ quan Không gian Quốc gia Trung Quốc cho biết. Giới thiên văn học chủ yếu quan sát các tiểu hành tinh lớn hơn có nguy cơ tấn công trái đất. Trong khi đó, các tiểu hành tinh có đường kính hàng chục mét ít được chú ý nhưng có thể gây ra hỏa lớn. Năm 2013, một thiên thạch phát nổ trên bầu trời thành phố Chendabing của Nga. Nó có đường kính nhỏ hơn 20 mét nhưng tạo ra vụ nổ lớn hơn 30 lần so với vụ nổ ở Hiroshima. Sóng xung kích đã khiến hơn 7.200 tòa nhà bị hư hại, không có người thiệt mạng nhưng hơn 1.500 người bị thương cần điều trị y tế. Theo dữ liệu của một tổ chức quan sát tiểu hành tinh trên toàn cầu, có hơn 700 thiên thạch có thể rơi xuống trái đất trong vòng 100 năm tới. Động đất mạnh 5,8 độ đã làm rung chuyển đảo Chris lớn nhất ở Hy Lạp vào sáng hôm qua ngày 27 tháng 9, một mái vòng nhà thờ nhỏ đang xây dựng dang dở ở thị trấn Akalochori đã sụp đổ, khiến một người thiệt mạng, đống đổ nát chất cao khoảng 1 mét. Nhà địa chấn học người Hy Lạp Ftimimo Lekhat đã mô tả cơn dư chấn giống như những đòn sấm sét. Nhiều tòa nhà cũ bị hư hại nặng và mọi người đã vội vàng tháo chạy ra đường, bao gồm trẻ em một trường mẫu giáo ở thành phố Hoa được sơ tán khỏi lớp học, tập trung xuống sân trường. Theo Cục Bảo vệ Dân sự Hy Lạp ghi nhận, đã có ít nhất 9 người bị thương. Viện địa động lực Athens cho biết tâm chấn cách AV 23 km về hướng Tây Bắc ở độ sâu 10 km. Tối qua, có 2.500 tốc liều được dựng lên để người dân tạm lánh nạn, phòng tránh dư chấn diễn ra có thể làm sập nhà. Núi lửa trên đảo La Alabama, Tây Ban Nha vào khoảng 11 giờ trưa hôm qua đã bắn ra một đám mây khói đen khổng lồ. Đây là điều gây bất ngờ vì hoạt động của núi lửa khá tĩnh lặng vào buổi sáng. Chuyên gia cho rằng đám mây đen là do tàn tro trôi trong không khí sau khi núi lửa phun trào mạnh mẽ hơn. Từ khi núi lửa thức giấc hôm 19 tháng 9, nó đã phun trào dung nham đen bao phủ diện tích 230 hecta, nuốt chửng hơn 200 ngôi nhà và trường học, nhà thờ, đường xá, vườn chuối chuyên để xuất khẩu của người dân. Hơn 6.000 người đã sơ tán và chưa thể về nhà. Hàng ngàn người cũng mất đi việc làm trong ngành trồng trọt và đánh bắt hải sản. Trang tin Idilista của Tây Ban Nha ước tính thiệt hại về tài sản đã lên tới 200 triệu đô la vào thứ Hai. Mặt khác, một quan chức địa phương chuyên trách về ứng phó thảm họa núi lửa cảnh báo rằng các hoạt động địa chất mới có thể diễn ra liên tiếp trong tuần này, bao gồm động đất mạnh tới 4 độ. California đe dọa hàng ngàn ngôi nhà của người dân. Cụ thể, Alexander Suvandiva, 30 tuổi, đang đối diện án tù 9 năm vì làm bùng phát vụ cháy rừng Pao, Hiện hủy hoại 41 ngôi nhà và 90 công trình nhỏ hơn, đe dọa 2.340 công trình khác. Nữ bị cáo đã không nhận tội, trong khi đó giới chức điều tra khả năng người phụ nữ liên quan đến các vụ cháy rừng khác ở tiểu bang. Khi vụ cháy rừng Pau ở Hà bùng phát hôm thứ Tư, nữ bị cáo cho biết cô đang thám hiểm trong rừng và định đi tới Canada. Nhưng giữa đường cô bị khát nước và bắt gặp một vụ nước trên mặt đất. Người phụ nữ nghĩ đó là nước tiểu gấu, cô nhóm lửa đun sôi để uống. Sau đó cô nghĩ môi trường xung quanh khá ẩm ướt nên bỏ mặt ngọn lửa và đi tiếp. Cuối cùng vụ cháy lan rộng ngoài tầm kiểm soát. Bản thân nữ Saman phải gọi điện cầu cứu với lực lượng chữa cháy để thoát nạn. Trong hồ sơ làm việc đăng trên trang mạng, Suvaniva cập nhật nghề nghiệp của mình là Saman, trước đó từng là giáo viên yoga. Cô cũng tự nhận mình là nghiên cứu sinh ngành khoa học môi trường và lâm nghiệp của hệ thống đại học bang New York. Bộ trưởng Anh Scott Yardish hôm 27 tháng 9 khuyến nghị người dân nên mua xăng dầu như bình thường. Ông khẳng định nguồn cung nhiên liệu không bị thiếu hụt nhưng khách hàng đang mua sắm tích trữ một cách hoảng loạn và không cần thiết. Bộ trưởng nói thêm chính phủ chưa có kế hoạch huy động binh sĩ quân đội để lái xe tải giao xăng đến các trạm trên cả nước. Phát biểu đưa ra khi nước Anh đang thiếu hụt nghiêm trọng tài xế xe tải do dịch bệnh và Brexit ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng hàng hóa. Hơn 90% trạm xăng ở các thành phố lớn nước Anh đã hết hàng vào hôm qua, khi người dân đổ xô tích trữ, lo ngại tình trạng khan hiếm diễn ra nghiêm trọng hơn. Các nhà bán lẻ cảnh báo nền kinh tế lớn thứ năm thế giới sẽ thiếu hụt hàng hóa vào dịp Giáng sinh từ xăng dầu đến thực phẩm đều đang vơi đi nhanh chóng trên các kệ hàng. Trong khi đó, vào đêm Chủ nhật vừa qua, hàng dài xe cộ vẫn xếp hàng dài chờ đổ xăng ở London. Theo các nhà vận chuyển nước Anh ước tính, con số thiếu hụt tài xế hiện nay là khoảng 100.000 người, tình trạng đặc biệt nghiêm trọng ở mặt hàng xăng dầu, do đó đòi hỏi tài xế phải có thêm một số kỹ năng và bằng lái xe. Tại Ấn Độ, kể từ khi chính quyền Thủ tướng Narendra Modi thông qua các đạo luật nông nghiệp mới vào tháng 9 năm 2020, hàng chục nghìn người biểu tình đã tuần hành cắm trại quanh thủ đô New Delhi và bắt đầu lan rộng thành làn sóng khắp cả nước. Cho đến hôm thứ Hai ngày 27 tháng 9, nông dân Ấn Độ trên toàn quốc lại cùng xuống đường một lần nữa, đánh dấu khoảng thời gian một năm kể từ khi chính phủ Ấn Độ đưa ra các cải cách mà người dân cho rằng sẽ đe dọa sinh kế của họ. Đoạn video cho thấy cảnh sát đã phải đứng vây quanh rào chắn trên đường để tăng thêm một lớp bảo vệ, chống lại dòng người biểu tình đổ xuống đường quá đông đúc. Theo Reuters, một số người biểu tình đã bị bắt giam. Nói về đạo luật cải cách nông nghiệp mới ở Ấn Độ, chính phủ cho rằng luật sẽ giúp nông dân tiếp cận được thị trường tự do, không do chính phủ quản lý. Nhờ vậy, nông dân sẽ trực tiếp bán sản phẩm của họ trên thị trường thương mại và loại bỏ được những người trung gian. Tuy nhiên, những người phản đối chủ yếu là các nông dân hộ nhỏ lẻ, cho rằng luật mới sẽ khiến họ dễ bị cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn. Ngoài ra, họ có thể mất hỗ trợ giá từ chính phủ cho các mặt hàng chủ lực như lúa mì và gạo, dẫn tới bị ép giá và giảm thu nhập. Đầu tháng này, hơn 500.000 nông dân Ấn Độ đã tham gia một cuộc biểu tình ở bang Uttar Pradesh. Đây là một cuộc biểu tình lớn nhất chưa từng có trong chiến dịch phản đối, nhằm tăng cường sức ép lên chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi phải bãi bỏ các đạo luật. Các cuộc biểu tình nói chung diễn ra trong hòa bình, nhưng cuộc đồng đội giữa cảnh sát và nông dân hồi tháng Giêng đã khiến một người biểu tình thiệt mạng và hơn 80 cảnh sát bị thương. Động video ngày ghi lại một sự vụ hi hữu ở Úc vào thứ Năm tuần trước ngày 23 tháng 9. Chỉ vòng vàng 5 giây, một chiếc ô tô tải màu trắng thương hiệu Toyota Hilux đã phóng vụt qua giữa hai làn đường ô tô đông đúc, xe chạy ở lãnh thổ Bắc Úc, lao cả lên các giải phân cách và phóng xa thêm một đoạn, đâm vào một tòa nhà doanh nghiệp rồi mới dừng lại. Đáng chú ý, cảnh sát bắt Úc tiết lộ, người lái xe là một nữ tài xế và chở theo cả một đứa trẻ. Rất may mắn là ngay sau sự cố, cả hai người đã được đưa đến bệnh viện Hoàng gia Darwin và được xác nhận là không có vết thương gây nguy hiểm tính mạng. Những người xung quanh cũng được xác định là an toàn. Nữ tài xế sau đó đã bị cáo buộc mất kiểm soát phương tiện khi lưu thông. Đội nhào lộn trên không đại bàng đỏ từ Học viện Không quân thuộc quân đội Trung Quốc POA vào hôm Chủ nhật đã diễn tập mang nhào lộn đáng kinh ngạc, chuẩn bị cho sự kiện triển lãm Air South China lần thứ 13 diễn ra từ hôm nay đến ngày 3 tháng 10 ở Chu Hải, tỉnh Quảng Đông. Trong sự kiện, đại hội bàng đỏ sẽ đem đến, đến màn biểu diễn ngoan mục tự như múa ba lê trên không. Họ phải vượt qua giới hạn về kỹ thuật và thể chất để thực hiện những động tác nhào lộn máy bay vô cùng khó. Theo Hu An Hoang từ đội Đại Bàng Đỏ cho biết, máy bay phải đạt tới vận tốc 600 km h khi biểu diễn nhào lộn và phi công phải có khả năng lái máy bay thực sự ổn định. Anh nói thêm, bên ngoài nhìn vào, máy bay có vẻ rất chắc chắn, nhưng thực tế bạn phải điều khiển rất nhanh để thay đổi khoảng cách. Khi máy bay lộn nhào, nó yêu cầu cần tải trọng lớn hơn, phi công có thể chịu áp lực gấp 5 lần trọng lượng cơ thể, khiến khuôn mặt thậm chí bị méo mó biến dạng. Đây là động tác cực kỳ khó một phi công hộ vương chia sẻ nếu bay quá sát thì có thể tiếp xúc với luồng không khí hoặc va chạm với đồng đội vì vậy phải giữ khoảng cách theo chiều ngang và chiều thẳng đứng cũng vậy nếu bay quá cao tầm nhìn bị hạn chế nếu bay quá thấp máy bay có thể đâm xuống mặt đất một yếu tố thử thách nữa một là phun ra những vệt khói đầy màu sắc khi biểu diễn màn trình diễn kéo dài đúng 32 phút và mỗi phi công đều sử ước đẫm mồ hôi bàn tay trở nên tê cứng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nghỉ ngơi vài ngày hồi đầu tháng 9, thư giãn ở khu rừng hoang dã Siberia giáp với Mông Cổ, theo điện Kremlin tiết lộ vào hôm Chủ nhật. Đi cùng với ông Putin là Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên, ông Gennady Kisavel. Ba người đàn ông đã băng rừng, lái xe địa hình và câu cá trên thuyền. Một video cho thấy ông Putin cực kỳ hào hứng khi phương tiện của họ gần như bị đàn nai tổng trúng những con vật vốn không quen với sự xâm phạm của người lạ trong khu rừng hoang dã. Ông Putin thốt lên, bọn Nai có tốc độ quá nhanh, hãy nhìn chúng nhạy lên kìa, chúng nên tham dự Olympic, nhưng làm gì có ai địch nổi. Chuyến đi về miền thiên nhiên hoang dã đã khiến cánh phóng viên nửa đùa nửa thật đặt câu hỏi cho Điện Kremlin về sự an nguy của ông Putin, vì được biết khu bảo tồn ước tính có 200 con gấu sinh sống. Đáp lại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trấn an rằng nhiệm vụ bảo vệ an ninh luôn được duy trì. Ông Peskov không nêu rõ chi tiết, thay vào đó nói đùa, đừng lo, bọn gấu cũng có thể thấy đó là Tổng thống Putin mà. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã muốn lập nhóm 20 chuyên gia tái điều tra tìm kiếm bằng chứng mới về nguồn gốc đại dịch COVID-19, theo tờ Thời báo Phú Quân mới đây cho biết who cho rằng những dữ liệu thu thập được từ phía các nhà khoa học trung quốc là chưa đủ để lý giải những câu hỏi quan trọng về khởi nguồn dịch bệnh Quan chức WHO cho biết, nhóm điều tra mới được gọi là nhóm cố vấn khoa học về khởi nguồn mầm bệnh mới sẽ chịu trách nhiệm làm rõ vấn đề virus có rò rỉ từ phòng thí nghiệm hay không, có liên quan gì đến những hành vi của con người, mối đe dọa của các chủng virus trong tương lai như thế nào, vân vân. Nhóm chuyên gia bao gồm các nhà khoa học về an toàn phòng thí nghiệm, di truyền học và mầm bệnh trên động vật. Chủ tịch Tập Cận Bình hôm thứ Ba phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ các quan điểm dựa trên khoa học về nguồn gốc dịch bệnh, nhưng kiên quyết phản đối các động thái chính trị dưới bất kỳ Thức đào. một tin tức đáng chú ý được ghi nhận tại Hoa Kỳ, theo đó người phát ngôn bộ ngoại giao nước này, ông Ned Price vừa thông báo rằng ông đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào hôm thứ hai, ngày 27 tháng 9, sau khi xuất hiện các triệu chứng và đang tự cách ly trong 10 ngày. Ông Price đã thông báo kết quả xét nghiệm dương tính trong một bài đăng trên Twitter. Theo Reuters, tuần trước, ông Price đã tiếp xúc gần nhất với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken khi tham dự hơn một nửa số cuộc họp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Tuy vậy, Bộ Ngoại giao cho biết Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã xét nghiệm âm tính với COVID-19. Ngoài ông Blinken, ông Price cũng đã tiếp xúc gần với hai thứ trưởng. Sân bay quốc tế Kabul hiện có thể tái vận hành các chuyến bay quốc tế và mọi hãng hàng không có thể nối lại hoạt động, theo người phát ngôn về ngoại giao trong chính phủ tạm thời Taliban cho biết. Taliban cam kết sẽ hợp tác toàn diện với các hãng bay quốc tế để tổ chức chuyến bay sau hơn 40 ngày chính phủ tạm thời điều hành tiểu vương quốc Afghanistan. Đến ngày 31 tháng 8, khi Mỹ và đồng minh rút quân, sân bay Kabul bị hư hỏng nhiều cơ sở vật chất, bao gồm thiệt hại do các vụ tấn công. Hiện giới chức hàng không nhiều quốc gia đã lên kế hoạch gửi chuyến bay viện trợ nhân đạo cho Afghanistan. Mật khác, Pakistan, Iran và Qatar nối lại một số chuyến bay thương mại trong những tuần gần đây. Vừa rồi đã kết thúc bản tin nóng ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong các bản tin nóng phát sóng vào 15 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị quan tâm đón theo dõi.